Sắp như học lại rồi mà laptop tôi còn bị hư nữa chứ. Đúng là nghề mà còn gặp cái eo nữa. Hey, thì giờ đi sắm cái laptop khác đi. Chứ cuối năm rồi bài vỡ nhiều lắm. Than thì cũng vậy thôi bà ơi. Biết là vậy nhưng mà giờ chỗ bán laptop thì nhiều lắm. Tôi cũng đang đau đầu để lựa một cái chỗ nào mà nó uy tín và giá cả lại hợp lý một chút xíu nữa. Laptop thì cứ xách mông ra laptop new, có gì mà phải suy nghĩ. Ngoài ra tôi còn nghe nói là còn có một cái chương trình gọi là Back to School nữa đó nha. Ơ, à, thế Back to School có gì hot hả bà? Đương nhiên là chương trình Back to School tại laptop new là cực kỳ hot rồi. Đối với sinh viên như tôi với bà là sẽ giảm ngay tiền mặt theo chip của laptop. Chẳng hạn như là khi các bạn mua Core i3 sẽ giảm ngay 300.000, Core i5 giảm 400.000 và Core i7 giảm 500.000. Không những vậy, ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có chương trình là hỗ trợ trả góp 0%, bảo hành 2 năm đối với các loại máy mà đến từ thương hiệu như là MSI này, Acer này, bảo hành 1 năm đối với các loại máy đến từ thương hiệu là HP, Dell và Acer. Và máy mà bị lỗi phần cứng thì sẽ được 7 ngày đổi mới nữa đó nha, hiện chưa? Không chỉ riêng có sinh viên mà tất cả các bạn học sinh cũng có chương trình đặc biệt trong cái dịp Back to School này. Đơn giản là các bạn sẽ lấy điểm trung bình cả năm, nhân cho 50.000 được bao nhiêu thì sẽ giảm bấy nhiêu tiền. Và thời gian chương trình diễn ra là từ ngày 12 tháng 7 2018 đến ngày 31 tháng 8 2018. Chi tiết thì cứ truy cập vào laptopnew.vn nha. Ôi, ngon thế. Thế thì tôi phải ra laptop new tậu ngay một em laptop mới được. À nhưng mà laptop new thì nó có cái cửa hàng nằm ở đâu nhỉ? Hiện tại thì laptop new chúng ta sẽ có 4 chi nhánh. Chi nhánh quận 1, địa chỉ là tầng 2 tòa nhà Sunshine 74C, Nguyễn Văn Cừ, phường Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh quận 3, 58B Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh quận 5, 29 Tân Thành, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là chi nhánh ở quận Bình Thạnh với địa chỉ là 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn chần chờ gì nữa mà không đến laptop new và tham gia Back to School thôi.